chào quý bậc phụ huynh, cô chào các em học sinh thân mến. Cô tên là Trần Thị Duyên, giáo viên trường tiểu học số 1 Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Cô rất vui khi gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình của môn toán lớp 2. Cô hy vọng chúng ta sẽ có một tiết học đầy hứng khởi và thú vị nhé. Và để tiết học diễn ra một cách hiệu quả, các em cần chuẩn bị các đồ dùng học tập gồm giấy vẽ, bút màu, thước, bút chi, tay. Ngoài ra, các em hãy nhờ bà mẹ hoặc người thân của mình chuẩn bị các đồ dùng có sẵn trong gia đình, gồm cân sức khỏe để thực hành đo cân nặng. Các đồ vật có thể chứa được một lít nước, ít hơn một lít nước và nhiều hơn một lít nước. Cuối cùng là một cuồng dây để sử dụng cho hoạt động tạo hình kính mời quý phụ huynh hỗ trợ cho các em trong quá trình thực hiện các hoạt động. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò ta cùng bắt đầu vào tiết học nhé. Tiết học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng trải nghiệm các hoạt động thực hành qua bài 51 Em vui học toán. Ở bài học này, các em sẽ được trải nghiệm các hoạt động đo cân nặng của các thành viên thông qua đó củng cố kỹ năng sử dụng cân đồng hồ thông qua hoạt động thực hành với các đồ vật chứa nước các em sẽ giải quyết vấn đề với các đơn vị lít ngoài ra các em còn được củng cố kỹ năng nhận diện hình tam giác hình tự giác gắn với các hoạt động tạo hình cô trò ta cùng bắt đầu hoạt động đầu tiên nhé mời các em đọc tên hoạt động cung cố nào thực hành lần lượt cùng bạn bè hoặc người thân dùng cân sức khỏe để nhận biết cân nặng của mình. Các em hãy đọc thầm lại nội dung thực hành một lần nữa. Các em quan sát tranh và nói cho bố mẹ nghe em thấy gì trong tranh. À, trong tranh chúng ta thấy một bàn nhỏ đang đứng lên trực cân sức khỏe để đo cân nặng của mình xung quanh là ba bạn đang quan sát phải không nào bây giờ các em cùng xem các bạn học sinh lớp 23 trường tiểu học số 1 quảng phú của cô thực hành dùng cân sức khỏe để nhận biết cân nặng của mình nhé Bạn nên đăng lập số cân nằm rồi. Tiếp theo, mình mở bàn giá bảo. Mình cân nằm 81kg. Mình cũng thấy bàn giá bảo nằm 31kg. Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn kiểm bân. Bàn giá bảo 31kg. Bây giờ là lượt của mình Mình cân nặng 36 kg Mình thấy bà mộng kiếm nặng 36 kg Mình cũng đồng ý với ý kiến của bà kiếm mình Mình cũng đồng ý với ý kiến của bà bà Vừa rồi các em đã được xem các bạn học sinh lớp 23 trường tiểu học số 1 Quảng Phú thực hành dùng cân sức khỏe để nhận biết cân nặng của nhau rồi. Sau khi thực hành, các bạn đã ghi lại số đo cân nặng vào bảng sau. Bảng này có tên là bảng cân nặng của các thành viên. Với nhóm bạn có 4 người, bạn việc ở cột số thứ tư là số 4, tương ứng với họ và tên của các bạn. Và cột thứ ba bạn ghi cân nặng của các bạn tương ứng với các dòng. Vậy quan sát bạn trên, các em thấy bạn nào có số cân nặng nhẹ nhất? À, với số thứ tư là một, bạn kiểm Bình, cân nặng 20 kg. Như vậy, bạn có số cân nặng nhẹ nhất. Vậy, bạn nào có số cân nặng lớn nhất? A à, với số thứ tư là 4. bàn Bảo Nguyên cân nặng 36 kg. Như vậy, bạn Bảo Nguyên có số cân nặng lớn nhất. Vậy, để thực hiện được hoạt động thực hành này, chúng ta cần những đồ dùng gì? À, để thực hiện được hoạt động này, chúng ta cần một chiếc cân sức khỏe. Các em có thể sử dụng cân mặt đồng hồ hoặc cân điện tử. Ngoài ra, chúng ta còn cân giấy, bút để ghi lại cân nặng của các thành viên. Đây là bảng cân nặng gợi ý của cô. Ở nhà, các em hãy thực hành dùng cân sức khỏe để đo cân nặng của các thành viên trong gia đình. Sau đó, ghi vào bảng cân nặng của các thành viên. Sau đó, các em có thể theo dõi sức khỏe của các thành viên trong gia đình mình hàng tháng nữa đấy. À, như vậy, qua hoạt động vừa rồi, các em đã được trải nghiệm hoạt động thực hành đo cân nặng của các thành viên thông qua đó củng cố kỹ năng sử dụng cân đồng hồ rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các đồ vật có thể chứa nước mà mình đã chuẩn bị để thực hành qua hoạt động hái nhé. Mời các em đọc nội dung hoạt động công cô nào. Thực hành chuẩn bị các đồ vật có thể đựng nước. A. À, xếp riêng những đồ vật chứa được ít hơn một lít nước chứa được một lít nước chứa được nhiều hơn một lít nước b dùng bình một lít để múc nước đổ vào một bình to dự đoán xem đổ mấy lần thì đầy bình đó thực hành để kiểm tra lại như vậy hoạt động này chúng ta có mấy nội dung nào à, hoạt động này chúng ta cần thực hiện hai nội dung nội dung thứ nhất chúng ta sẽ xếp riêng những đồ vật chứa được ít hơn một lít nước chứa được một lít nước và chứa được nhiều hơn một lít nước nội dung thứ hai chúng ta sẽ dùng bình một lít để múc nước đổ vào một bình to dự đoán xem đổ mấy lần thì đầy bình đó thực hành để kiểm tra lại các em hãy bày những đồ vật mà mình đã chuẩn bị để thực hành cùng với cô nào Cô đã chuẩn bị được các đồ vật chứa nước như sau. Các em hãy thực hành nội dung thứ nhất cùng cô nhé. Chúng ta sẽ xếp riêng các đồ vật có thể chứa được 1 lít nước. Chiếc cá nhựa này có dung tích 1 lít nước, cô sẽ xếp vào một vị trí. Chiếc bình nhựa này cũng có dung tích 1 lít nước, cô sẽ xếp cùng vị trí với cái cá. bên nước thủy tinh này cũng có dung tích một lít nước cô sẽ xếp chung với vị trí của hai đồ vật vừa rồi như vậy là cô đã xếp được nhóm đầu tiên các đồ vật có thể chứa được một lít nước tiếp theo cô sẽ xếp các đồ vật chứa được ít hơn một lít nước cái ca cá uống nước này có thể chứa được ít hơn một lít nước. Cô xếp vào vị trí bên tay phải của mình. Trái nhờ này có sức chứa ít hơn một lít nước. Cô xếp cùng vị trí với cái cá uống nước. Trái thủy tinh này có sức chứa ít hơn một lít nước. Cô xếp cùng vị trí với trái nhựa bánh chữ nhựa này cũng có dung tích ít hơn một lít nước cô sẽ xếp với các đồ vật mà cô vừa nêu như vậy cô đã xếp xong nhóm đồ vật thứ hai có thể chứa được ít hơn một lít nước chiếc bên thủy này có thể chứa được nhiều hơn một lít nước cô sẽ xếp vào vị trí bên tay trái của mình chiếc ấm siêu tốc này có sức chứa nhiều hơn một lít nước cô xếp chung vị trí với cái bên thủy cái số nhựa này có dung tích lớn hơn 1 lít nước. Cô sẽ xếp cùng với vị trí ấm siêu tốc và bình thủy. Như vậy, cô đã xếp được các đồ vật vào 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, các đồ vật chứa được 1 lít nước. Nhóm thứ hai, các đồ vật có thể chứa được ít hơn 1 lít nước. Và nhóm thứ ba, các đồ vật chứa được nhiều hơn 1 lít nước các em cũng hãy lấy các đồ vật mà mình chuẩn bị để thực hành giống như cô đi nào các em đã thực hành xong chưa hãy nhờ ba mẹ và người thân của mình kiểm tra xem mình đã xếp đúng chứ nhé bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với nội dung thứ hai dùng bình một lít để múc nước đổ vào một bình to dự đoán xem đổ mấy lần thì đầy bình đó thực hành để kiểm tra lại cái ca cá này có dung tích 1 lít nước. Cái số này chứa được nhiều hơn 1 lít nước. Cô sẽ dùng ca 1 lít múc nước đổ vào cái số này. Mỗi lần cô sẽ múc đúng 1 lít nước. Các em dự đoán xem cô múc mấy lần thì đầy cái số này. Hãy nêu dự đoán cho ba mẹ của mình cùng nghe nhé nào bây giờ hãy xem cô thực hành <laughs> Vậy là cô đã múc đầy cái số này rồi. Các em có dự đoán đúng không nào? Cô đã múc mấy lần thì đầy cái số này? À, cô đã múc 4 lần tương đương với 4 lít nước thì đầy cái số này. Cô chúc mừng các bạn đã có dự đoán đúng nhé. Qua hoạt động thực hành vừa rồi, cô trò ta đã củng cố kỹ năng cảm nhận sức chữa của một vật và kỹ năng dùng cá mục lít để đông sức chữa của một số đồ vật quen thuộc rồi. cô tin rằng với hoạt động này ở nhà các em cũng có thể thực hành nêu dự đoán và kiểm tra lại kết quả cùng với người thân của mình. cô trò mình cùng thực hiện hoạt động thực hành tiếp theo nhé. các em hãy đọc nội dung thực hành cùng cô nào. hãy sử dụng các đường thẳng đường cong, đường gấp khúc để tạo hình. Các em hãy đọc thâm lại hoặc đồng thực hành một lần nữa để xác định nội dung mà mình cần làm. À, để thực hiện hoạt động này, chúng ta cần phải ghi nhớ lại đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc để chúng ta có thể tạo hình. Đây là đường gì các em? À, đây là đường thẳng. Con đấy. Đây là đường cong. Và đây là đường gấp khúc. Các em lưu ý, chúng ta sẽ sử dụng đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc để tạo hình. Các em quan sát Cô có 3 bức vẽ Hình 1, một, một bàn nhỏ, cầm ô đứng dưới mưa Hình 2, vẽ một ngôi nhà, bên cạnh là một cái cây Bên trên có đám mây và ống mặt trời với những tia nắng Hình 3, là chiếc thuyền buồm, bên trên có ống mặt trời Các em quan sát, các hình vẽ này được tạo hình như thế nào? À, quan sát hình một chúng ta thấy đám mây được tạo hình từ đường cong cơn mưa được tạo hình từ đường thẳng bàn gái chiếc ô và đám cỏ được tạo hình từ các đường cong quan sát hình hai chúng ta thấy ngôi nhà được tạo hình từ các đường gấp khúc và đường thẳng. Vậy, cái cây đám mây và ông mặt trời được tạo hình từ đường cong. Những tia nắng mặt trời được tạo hình từ đường thẳng. Ở hình 3, chúng ta thấy chiếc thuyền buồm được tạo hình từ đường gấp khúc, đường thẳng và đường cong. con ống mặt trời được tạo hình từ đường cong và đường gấp khúc. Các em thấy, người ta đã sử dụng rất khéo léo đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc để tạo nên những bức vẽ rất đẹp đúng không nào? Cô tin rằng với khả năng sáng tạo của mình, các em cũng có thể tạo nên những bức vẽ từ đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc phải không nào? Bây giờ cô mời các em quan sát một số hình vẽ mà các bạn học sinh đã tạo hình từ đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc nhé đây là một bức tranh phóng cảnh bạn đã sử dụng đường cong để tạo hình con đường cái cây những ngọn núi sử dụng đường gấp khúc bàn tạo hình ngôi nhà các em thấy các bạn đã sáng tạo nên những bức vẽ rất đẹp từ đường thẳng đường cong đường gấp khúc đúng không nào và đây là một bức vẽ nữa bạn đã vẽ ngôi trường được tạo hình từ các đường gấp khúc bằng sử dụng đường thẳng để tạo hình cột cờ và bạn sử dụng đường cong để tạo hình cái cây bồn cây lá cờ và những đám mây rất khéo léo và rất đẹp đúng không các em ở nhà các em cũng sử dụng các đồ vật mà cô đã hướng dẫn như giấy vẽ bút màu thước bút chì tay để tạo nên những bức vẽ riêng của mình và trang trí cho ngôi nhà của mình thật xinh xắn nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với hoạt động tạo hình. Cô mời các em đọc hoạt động cùng cố nào. Hãy cùng nhau dùng dây để tạo hình tam giác, hình tự giác đây là một số hình dạng hình tam giác mà các em đã học còn đây là một số dạng hình tự giác các em cũng đã được các cô hướng dẫn vậy để thực hành hoạt động này chúng ta cần có đồ dung gì nào à, để thực hành được hoạt động này chúng ta cần có một cuộn dây bây giờ các em hãy xem các bạn học sinh để tạo hình tam giác hình tự giác từ cuồng dây như thế nào nhé các em quan sát tranh và nói cho bộ mẹ hoặc người thân nghe các bạn đã tạo hình tam giác hình tự giác bằng cách nào Chúng ta thấy nhóm bàn gái và bàn trai đã tạo hình tám giác bằng cách bàn gái dùng hai tay, bàn trai dùng một tay căng cuộn dây ra. Vậy là bạn đã tạo được một hình tám giác rồi. Bên cạnh chúng ta thấy một mình bàn trai bạn vẫn có thể tạo hình được tám giác bằng cách dùng hai tay và một chân của mình tăng cuồng dây ra và bạn đã tạo được hình tấm giác rất sáng tạo và thú vị đúng không nào con ở dưới các bạn đã tạo hình gì ở đây chúng ta thấy bạn trai dùng hai tay Bàn gái dùng hai tay tăng cuồng dây ra và tạo được hình tự giác bên cạnh chúng ta thấy Chị một bạn gái có thể dùng hai tay và hai chân của mình căng cuồng cái dây ra vậy là bạn đã tạo được hình tự giác rồi đấy cô tin rằng ở nhà các em cũng có thể cùng với người thân của mình tạo hình tam giác hình tự giác từ những cuồng dây mà mình chuẩn bị có sẵn trong gia đình nhé như vậy qua hoạt động vừa rồi chúng ta cũng đã được củng cố kỹ năng nhân diện hình tam giác hình tự giác gắn với hoạt động tạo hình rồi đúng không nào? Tiếp theo đây cũng là một hoạt động tạo hình nữa, nhưng chúng ta sẽ cùng xem các bạn chơi một trò chơi nhé. Mời các em đặt hoạt động công cố nào Tung vòng và chạy theo đường tạo hình tự giác. Cô gợi ý trò chơi và các em như sau. Các bàn chia thành hai đội, mỗi đội có 3 bàn. Lần lượt các thành viên trong đội sẽ tung vòng vào các vị trí này. Theo thứ tự, sau đó bàn sẽ chạy vào hình và chạy theo hình mà vòng mình vừa tung để tạo được hình tự giác. Các em quan sát, bàn gái thực hành như sau. em đã hiểu trò chơi chưa nào? Lúc đầu, bạn ngại sẽ lần lượt tung bốn chiếc vong, lần lượt vào các vị trí 1, 2, 3, 4. Sau đó, bạn sẽ chạy vào hình và chạy theo thứ tự mà mình vừa tung để tạo được một hình tự giác. Tương tự như vậy, ở nhóm còn lại, bạn trai cũng đã chơi và tạo được một hình tự giác như sau, các em cùng quan sát nhé. Như vậy, bạn trai cũng đã tung vòng và tạo được một hình tự giác khác với hình tự giác mà bạn gái đã tạo hình. Còn rất nhiều hình tự giác mà chúng ta có thể tạo nên từ các vị trí này. Với gợi ý của cô, cô tin rằng ở nhà với các đôi dùng có sẵn, các em có thể chơi cùng với người thân của mình, vừa có thể củng cố cho các em kỹ năng nhận diện hình tự giác. Còn giúp các em có khả năng vận động tốt để có một sức khỏe tốt phòng chống dịch trong hoàn cảnh này nhé. qua bài học hôm nay chúng ta đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động phải không nào? vậy những hoạt động thực hành đó giúp các em củng cố những nội dung gì? à thông qua thực hành tấn đồng hồ đã giúp các em đo cân nặng của các thành viên thông qua đó củng cố kỹ năng sử dụng cân đồng hồ. Thông qua hoạt động thực hành với các đồ vật chứa nước, giúp các em giải quyết vấn đề với các đơn vị lít. Đồng thời, giúp các em củng cố kỹ năng nhận diện hình tam giác, hình tự giác gắn với các hoạt động tạo hình. Cô chúc các em có những hoạt động trải nghiệm thật thú vị với những người thân trong gia đình mình nhé. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng sau.